bàn tay này số sướng quá trời ấy. Số sướng hả? Đúng rồi, số sướng. Thế em hỏi là nhiều tiền có sướng không? Không, nhiều tiền. Em hỏi nhiều tiền có sướng không? Như em thấy là nhiều tiền là sướng rồi đấy. Ủa, bàn tay chỉ có nhiều tiền hả? Các gò nổi lên rất là cao đầy, có lộc với đất đai, bất động sản. Mua đất là sinh lời, có lộc. Đấy, đất đai nó có phải là tài sản là tiền không? Đúng chưa? Đúng. Cung về đất đai, Điền Trạch nó nổi cao đầy đấy kia, là mua đất là sinh lời nhiều lắm. Tiếp theo nữa là ông chồng chịu khó, chịu làm, biết phấn đấu. Đấy, đem tiền về cho chị, hiểu chưa? Vậy là sướng hay khổ? Số chị là người phụ nữ rất là cao số. Nghe cái giọng nói của chị, biết cái âm thanh đới của chị rất là cao. Vì thế tướng chị là không thể nào một đời chồng được, mà sẽ nhiều đời chồng. Nhưng em tin chắc rằng một điều, cái đời chồng hiện tại của chị sẽ đem lại tài lộc cho chị, đem lại kinh tế cho chị, và sẽ hỗ trợ cho chị được rất nhiều vấn đề. Giờ tháng ông gửi cho bao nhiêu? Mấy chục? Mấy chục? Em ơi. Ông, như ông có hỗ trợ cho chị không? Không. Mua bán thêm thắt cái gì ông có hỗ trợ cho chị không? Không, chị mới gặp ổng có một năm thôi, đúng một năm. Nhưng mà hiện tại bây giờ ổng mới có gửi cho chị mỗi tháng 1.000 thôi. Trời ơi, 1.000 ấy còn gì nữa. 1.000 ở Việt Nam ăn một mình chị sao hết được. Chị có hai đứa con mà. Thì bảo ăn một mình chị sao hết được. Rồi chị 1.000 đó chị bỏ ra. Còn chị làm thì đủ nuôi con. Vậy là sướng còn sao nữa. Hiện tại giờ đang khổ rồi, không có đồng bạc nào hết trơn. Không có đồng bạc nào, chỉ có đất thôi. Sao vậy có đất? Đấy, làm sao mà giả nghèo giả khổ lên đây được. Không thể nào giả nghèo giả khổ lên đây được. Tay nó hiện ra thế kia, làm sao mà giấu được. Chị muốn hỏi em là coi số chị có phá sản không? Phá thì đã phá rồi. Phá, vậy hả? Phá thì đã phá rồi, mất thì đã mất rồi. Còn kể từ nay về sau là được ổn định rồi đấy. Rồi, chị muốn hỏi coi chị có còn xui xẻo gì không? Rồi con cái chị có được nhờ không? Chị thích em, chị coi, chị theo dõi cái chị biết em lâu lắm rồi. Mà chị theo cái kênh Facebook của em suốt luôn, lúc nào em lên, nhiều khi chị buồn buồn á là chị mở, chị coi cái em coi tay đó suốt. Chị cũng học, chị cũng nhìn vô cái tay của chị thấy em đưa lên chỉ tay nào, chị cũng nhìn coi cái chỉ tay đó chị có hay không. Nhất là cái chỉ tay phá sản, chị thường theo dõi lắm. Chị sợ. Chị đã thất thoát, đã phá rồi, nhiều fan rồi chứ không phải là ít fan. Nhưng rồi về cuối đời chị vẫn tụ được lại nhé. Cuối đời tụ lại được. Dạ đúng rồi, cứ yên tâm, càng về hậu vận càng tốt. Mà hiện tại giờ chị nghèo lắm em, thật sự luôn á. Chị có bạc nào luôn á. Chị nghèo, cũng không có tiền để có đất thôi, có tài sản thôi. Hậu vận tốt nhé, con cái được nhờ, cho các cháu đi du học hết đi nhé, cho định cư nước ngoài hết đi. Chị em chị có số đi xa không? Có, chị có số đi xa, mà nhờ cái ông kia ông bảo lãnh qua đi. Đi xa có tốt? Đi xa thì tốt, chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đến một cái đất nước tiên tiến hơn thì làm ăn kinh tế nó sẽ khá hơn. Cố gắng lên, nên đi nhé. Số này sau này may mắn, đầy đủ, kinh tế hậu vận tốt, con cái được nhờ. Đấy, còn người đàn ông này đến bên chị thì họ sẽ lo lắng cho chị đấy nhé. Nè. Họ cũng là người rất là đàng hoàng nhưng mà hơi đào hoa.